sáu thứ bạn nên chi tiền nhiều hơn khi bước sang tuổi 30. Mặc dù việc vung một khoản tiền lớn để mua một số mặt hàng nghe có vẻ phù phiếm, thậm chí gây ra cảm giác phản tác dụng với những người đang muốn thắt chặt chi tiêu, nhưng đôi khi làm như vậy có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài. Brittany Tuckner, một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp, cũng là người sáng lập của Cao Lớt giải thích rằng, trong một số trường hợp, chi nhiều tiền hơn cho một món đồ nào đó tương đương với việc bạn có thể mua được giá trị tốt hơn. Điều này dẫn đến nhu cầu mua ít hơn, từ đó tiết kiệm tiền. Nếu có ai đó là người tiết kiệm quá mức, họ có thể lo lắng hoặc căng thẳng khi chi tiêu quá mức cho một lần mua hàng. Nhưng bằng cách này, họ thực sự có thể tiết kiệm thêm tiền và thời gian sau này. Đồng quan điểm, kế toán viên Ezon Sermai của Sermai Associates cho biết, đôi khi có những lợi ích ẩn sâu bên trong cho những quyết định chi thêm tiền vào một cái gì đó. Dưới đây chính là 6 thứ mà bạn nên chi nhiều tiền hơn khi bước sang tuổi 30. 1. Đồ gia dụng cao cấp nếu bạn đang có xu hướng sử dụng một công cụ hoặc thiết bị gia dụng nào đó để có thể hoàn thành xuất sắc việc nhà, túc cho biết bạn nên trả trước để mua phiên bản cao cấp nhất của nó. Cô ấy nói, suốt nhiều năm liền, tôi đã nhận ra một điều rằng những gì tôi mua với giá rẻ thì chúng đều liên tục bị hỏng. Trong khi đó, bạn trai tôi mua một chiếc đồng hồ xịn đến nỗi tôi gần như lên cơn đau tim vì mức giá của nó thì 9 năm sau, chiếc đồng hồ không hề bị mất giá, thậm chí còn tăng mạnh qua thời gian. Cùng với việc giúp bạn tiết kiệm tiền và đỡ phải đau đầu vì thất vọng khi phải mua nhiều lần, Túc Nơ cho biết việc mua phiên bản tốt nhất của các đồ gia dụng sử dụng nhiều cũng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Cô giải thích, một cây chổi, cây lau nhà và máy hút bụi tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian dọn dẹp và làm được nhiều việc khác có ý nghĩa hơn. 2. Đồ nội thất và quần áo Cho dù đó là một chiếc ghế sofa được sản xuất với chất lượng cực kỳ thoải mái hay một chiếc áo len đẹp mắt làm từ chất liệu bền vững, Knower cho biết, bạn thường sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách chi thêm tiền cho đồ nội thất và những bộ quần áo có thể dùng lâu dài. Cô ấy giải thích, bạn có thể chi thêm một chút cho những món đồ mà bạn dự định cất trong tủ quần áo lâu dài. Các món đồ nội thất và quần áo được chế tạo để sử dụng lâu dài có thể tồn tại lâu hơn những món đồ mỏng manh và rẻ tiền. Vì vậy, bạn sẽ tiết kiệm được tiền bằng cách không phải thay thế chúng sau một thời gian sử dụng. May mắn thay, Tukner cho biết việc tìm nguồn cung ứng các mặt hàng quần áo và đồ nội thất chất lượng không khiến bạn tốn quá nhiều thời gian. Cô giải thích, các cửa hàng ký gửi hoặc đồ cũ là những nơi tuyệt vời để tìm những món đồ chất lượng cao, lâu dài, vượt thời gian. Bạn không chỉ có thể tìm thấy những ưu đãi tuyệt vời tại những cửa hàng này, mà những món đồ này cũng thường có gu hơn những món đồ được sản xuất hàng loạt. 3. Đầu tư Nếu bạn thành công trong việc đều đặn truyền tiền vào quỹ tiết kiệm của mình hàng tháng và có thêm một ít tiền mặt để dành, Sở Mai nói rằng việc đầu tư một số tiền tiết kiệm của bạn vào tài sản, cổ phiếu hoặc trái phiếu có thể giúp bạn tăng số tiền của mình theo thời gian. Ông giải thích, nếu tiền của bạn chỉ đang ngồi yên thì việc đầu tư vào nó sẽ có rất nhiều lợi ích. Ví dụ, đặt 50.000 đô la mà bạn đã tiết kiệm được vào tài khoản đầu tư có khả năng kiếm được 10% một năm sẽ là một giải pháp thay thế tốt hơn nhiều so với việc chỉ để nó vào tài khoản tiết kiệm. Mặc dù bất kỳ ai có tiền nhàn rỗi đều có thể đầu tư tiền của họ vào thị trường chứng khoán, nhưng Sở Mai nói rằng điều quan trọng cần nhớ là không có chiến lược đầu tư nào có thể đảm bảo an toàn 100% rủi ro. Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và bạn cần lưu ý rằng việc mất giá trị cũng có thể xảy ra. Hãy đưa ra những quyết định một cách có chọn lọc và tính toán kỹ càng. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm việc với một chuyên gia có thể hướng dẫn bạn những suy nghĩ đúng đắn và mô hình thực tế để giảm thiểu rủi ro nói trên. Ông nói 4. Những thứ sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, cho dù đó là trả tiền cho dịch vụ giao đồ ăn hàng tuần hay to tát hơn là thuê một kế toán giúp bạn chuẩn bị thuế. Tukner nói rằng, bạn có thể vung tiền mua những thứ giúp giảm bớt khối lượng công việc sau khi bước sang tuổi 30. Thứ duy nhất chúng ta không thể mua được là thời gian, cô ấy giải thích. Bất cứ điều gì giúp tôi tiết kiệm thời gian và làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn cũng chính là tiết kiệm tiền cho tôi, ngay cả khi nó không trực tiếp Tuckner cho biết, miễn là đó không phải là một sự mua sắm bốc đồng hoặc thứ gì đó thực sự nằm ngoài ngân sách của bạn. Nơ nói rằng, bạn cũng có thể chi thêm một chút cho những món đồ đôi khi mang lại niềm vui cho bạn. Cô ấy nói, cho dù đó là một loại bột giặt đắt tiền có mùi thơm mà bạn yêu thích hay một tác phẩm nghệ thuật mà bạn đã mê mẩn trong suốt thời gian qua, thì những món đồ mang lại cho bạn hạnh phúc đều xứng đáng để bạn đưa ra quyết định chi tiền mạnh hơn. 5. Trải nghiệm cho dù đó là một chuyến đi kéo dài một tuần với những người bạn thân của bạn hay một ngày lái xe một mình đến một nơi nào đó thật đẹp túc nơ nói rằng miễn là bạn đang đóng góp thường xuyên vào quỹ tiết kiệm của mình thì điều quan trọng là thỉnh thoảng hãy tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thú vị theo tôi trải nghiệm là những thứ quý giá nhất trong cuộc sống cô giải thích tôi không nói rằng hãy thận trọng mỗi khi bạn muốn đi nghỉ nhưng bạn cũng không nên bỏ qua những trải nghiệm thú vị của mình nếu bạn không đủ khả năng để đi du lịch hay thực hiện các trải nghiệm mình muốn một cách thường xuyên Sở Mai khuyên bạn nên để dành tiền hàng tháng để bạn có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ vào dịp đặc biệt trong năm. Ông giải thích, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ để đạt được mục tiêu tài chính ngắn hạn có thể giúp bạn có động lực để đạt được cột mốc tiếp theo. 6. Các khoản nợ. Mặc dù nghe có vẻ không hấp dẫn bằng vung tiền mua một món đồ nội thất chất lượng hoặc một nơi nghỉ ngơi đầy thú vị, nhưng Sở Mai nói rằng việc thanh toán nhiều hơn cho các khoản nợ của bạn là một động thái kiếm tiền thông minh và tinh vi. Ông giải thích, nếu bạn có tiền tiết kiệm trong ngân hàng, nhưng thẻ tín dụng của bạn chưa được trả hết, thì đó chính là lý do khiến bạn có thể đang phải trả lãi nhiều hơn số tiền bạn kiếm được. Vì vậy, việc ưu tiên trả nợ trước sẽ có tác động lớn hơn đến tổng tài sản dòng của bạn, đồng thời giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài. Nếu bạn có ít tiền và không thể trả nợ nhiều hơn, thì việc chi tiêu trước một chút cho ứng dụng quản lý tiền có thể giúp bạn điều chỉnh lại cách chi tiêu và trả nợ nhanh hơn.